Trong những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thực phẩm ở lứa tuổi học sinh. Đáng nói, những trường hợp này hầu hết là do học sinh mua đồ ăn ngoài trường học. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của học sinh, nhất là trong mùa thi cử. Trường hợp 15 học sinh tại thành phố Thủ Đức vừa qua nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh được xác định do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều có các triệu chứng buồn nôn rồi nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ đi tiêu chảy. Nguyên nhân được cho là các em đã ăn cơm cuộn mua bên ngoài trường học. Là lên chỗ trường thì cũng ghé vào chỗ trước cổng trường thì cũng là tiệm bán ăn sáng nhỏ lẻ thôi, mua cho bé để tiện để kịp cái thời gian tôi còn đi làm. Thì không ngờ đấy cháu nó ăn lại bị ngộ độc thực phẩm như vậy. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng ghi nhận trường hợp các bệnh nhân nhi là học sinh được chuyển từ Đồng Nai lên do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Hiện các em vẫn đang được điều trị khoa hồi sức tích cực chống độc. Trong đó, một ca có khả năng để lại di chứng mặc dù đã và đang được bác sĩ tích cực cứu chữa. Trạng sinh hiệu hai em bé tương đối là ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn phải dùng thuốc vận mạch để mà duy trì mạch huyết áp, vẫn phải còn dùng máy thở. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục lọc máu liên tục và chúng tôi sẽ cố gắng bám sát điều trị tốt nhất ở một cái chế độ tốt nhất, trang thiết bị tốt nhất. Hàng loạt vụ ngộ độc an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra từ quy mô nhỏ cho đến hàng loạt đã diễn ra trong thời gian ngắn. Nguyên nhân chính là do việc chế biến và bảo quản thức ăn chưa đảm bảo, đặc biệt nhiều trường hợp là do phụ huynh và học sinh mua và ăn những thức ăn nhanh ngoài cổng trường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn khi mua thức ăn, đảm bảo vệ sinh cho con em ăn nhanh trước khi đi học. Thứ nhất là mình sẽ lựa chọn các nguồn thực phẩm tươi sống, sạch, có nguồn gốc. Thứ hai là khi chế biến thì mình sẽ làm sạch sẽ và ăn chín, uống sôi. Và những thực phẩm mà nghi ngờ ví dụ có mùi hôi hay là ăn mà có vị bất thường thì mình nên bỏ đi chứ không tiếc. Thì nhiều khi ăn vào thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Trẻ em thì phải nói là nguy cơ rất là lớn. Chính vì vậy chúng ta vẫn phải là tập trung kiểm soát cái thức ăn đường phố. Mỗi ngày thì bán chừng mấy tiếng đồng hồ đó. Thì cái đáng lo là gì? Cái chuyện mà mất an toàn thực phẩm thì nó có thể xảy ra bởi vì đấy là những cái hàng quán di động. Cho nên là cái phương tiện bảo quản nó không nhiều. Rõ ràng là chén bát rửa thì cũng khó, đúng không ạ? Và chưa kể là đó, nay đây mai đó đi lại nhiều thì cái nguy cơ bụi bặm côn trùng nó xâm nhiễm cũng rất là nhiều. Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ học sinh cũng như những người bán hàng cần có ý thức hơn trong việc mua bán thức ăn cho trẻ. Nhất là khi vào thời điểm chuẩn bị các kỳ thi, trẻ cần nhiều chất dinh dưỡng bổ sung, nhưng càng cần hơn về độ an toàn và đảm bảo sức khỏe.